cũng ít đi đâu lắm, không dám đi, đi đâu cũng bịt khẩu trang, không tiếp xúc dài hết. Mình tên là Ngô Thị Mai Loan, sinh năm 1978. Trước mình có dùng mỹ phẩm đó, mình sử dụng thì thấy nó rất là ok. Sau khi sử dụng một lần, sau mình biết mình dần dần mình xài thì nó bào mòn cái da, nó mỏng đi, làm cho da mình nó đỏ, nó ngứa. Khi mình bị mặt như vậy, mình cũng ít đi đâu lắm, không dám đi, đi đâu cũng bịt khẩu trang, không tiếp xúc dài hết, cũng không đi đến tiệc cưới hay gì. Cho đến khi mình có muốn đi ra ngoài đường, mình có bắt cóc đi nữa thì cái gương mặt mình lúc nào nó cũng ẩn đỏ lên như vậy hết. Rồi ai cũng hỏi mình nguyên do sao mà mặt cái đỏ hoài, mình cũng không biết sao nữa. Nó đã bị tổn thương da, nó hư da rồi. Phục hồi da bằng PRP, huyết tương dầu tiểu cầu. Hỏi qua link bio của tôi. Các bạn đang gặp vấn đề này có thể gửi hình ảnh và thắc mắc qua link bio, tôi gắn ở phía trên. Follow kênh của tôi nhé.